Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube cho Làng Ngọng thân mến. Khánh Duy mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập số 12 của bộ truyện Tiên Hiệp dài tập Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe tập số 12 Độc Bộ Thiên Hạ ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, Diệp Húc đi theo Diệp Phan đi đến nội phủ Vu Tu Đường. Nội phủ Vu Tu Đường tọa lạc tại vị trí trung tâm của Diệp Phủ. Đây là một tòa đại điện khí thế to lớn cổ xưa. Ngoài điện có 8 vũ sĩ gác cửa, phòng vệ cực kỳ xâm nghiêm. Lúc bấy giờ, Diệp Húc nhìn lại, một con chim sẻ đang bay trên không của đại điện, nghĩ muốn hạ xuống nghỉ tạm. Trong đấy, một vũ sĩ đột nhiên nâng tay lên, chụp vào hư không. Con chim sẻ bị trường lực của hắn nghiền thành thịt nát, lập tức hừng hực bốc lên. Ngay cả bụi cũng không còn. Diệp Phan đúng là làm như không nhìn thấy vũ sĩ này, ngẩng đầu ưỡn ngực, xoài bước đi vào trong Vu Tu Đường. Diệp Húc đi theo sau lão, đánh giá chung quanh, chỉ thấy Vu Tu nội đường khắp nơi đều là những bức tượng điêu khắc bằng đồng thau, hình người màu xanh, xem bộ dạng hẳn là pho tượng của một vũ sĩ. Trên bức tượng phía sau lưng của tượng điêu khắc thì viết một loại tên của một vũ pháp. Diệp Húc một đường nhìn xem, trong lòng khiếp sợ vạn phần. Ưng giả song kích, kim hủy đại lực thần thông, rồi thì thanh giao kiểu kích, long xà hợp kích, đại diễn thiên kiếm thuật, tất cả vũ pháp trong vũ khố chỉ sợ đều ở trong này cả. Pho tượng làm ra đủ loại thái độ quái dị vô cùng. Ồ, đây là hình thái của ưng giả song kích. Diệp Húc ánh mắt híp lại, chú ý tới một đoàn mây trôi điêu khắc trên đỉnh đầu của pho tượng. Trên mây trôi có một con thanh lân ưng chảo đang đứng đấy. Nhìn xuống tòa điêu khắc, phía trên ưng chảo nhiều ra một nửa thân hình ưng xà. Mặt sau điêu khắc ưng xà càng ngày càng đầy đủ, thậm chí có một tòa điêu khắc bộ vị đan điền dài ra một cái đuôi rắn. Tới một tòa điêu khắc cuối cùng thì đã tiến hóa tới đầy đủ ưng xà, trông rất sống động, giống như loại ưng xà thượng cổ dị chủng chân chính giáng lâm vậy. Tuy nhiên, ưng xà điêu khắc một màu xanh trong suốt, lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể, mạch máu, các loại bộ phận đều có thể nhìn thấy rõ ràng, giống như một thân hình máu thịt bình thường vậy. Trong Vu Tu Đường đại khái có hơn 10 vị nội phủ cao tầng ngồi ngay ngắn ở trước một bức tượng điêu khắc. Ánh mắt của họ chăm chú nhìn vào pho tượng, một bộ dạng như si mê nghiền ngẫm áo nghĩa của vu pháp. Ồ, một vài vị thúc bá ở trong này cả, còn có cả ngũ thúc tổ kìa. Diệp Húc nhìn đến một lão giả tóc trắng xóa ngồi bên dưới bức tượng điêu khắc, trong lòng cả kinh, lập tức lên tỉnh ngộ. Vu Tu Đường cũng không phải là truyền thụ vu pháp, mà là dạy bảo vu sĩ phải tu luyện vu pháp như thế nào. Điêu khắc này đại biểu cho quá trình nguyên khí tiến hóa thành vu pháp. Hắn rất nhanh đã hiểu được tác dụng của những bức tượng điêu khắc này. Ứng xà, kim hủy, thanh giao, long, những yêu thú dị chủng mạnh mẽ, phi thường có hạn, dị thường mạnh mẽ, người bình thường căn bản không thể nhìn thấy. Nếu không có gặp qua loại yêu thú này, tu luyện vu pháp tương ứng liền không thể biến hóa nguyên khí ra các loại hình thái của yêu thú. Bởi vậy tu luyện vu pháp chỉ là một cái xác không hồn, hoàn toàn không có uy lực. Diệp gia tuy rằng là vu hoang thế gia lớn nhất của Liễu Châu, nhưng dựa vào thế lực của Diệp gia cũng không thể bắt giữ được những yêu thú này để cho vũ sĩ quan sát hình thái, ý vị của chúng. Vu Tu Đường tạo hình nhiều điêu khắc như vậy bởi vì muốn người sau tiến vào đây xem điêu khắc, nghĩ ra vu pháp tương ứng. Những hình điêu khắc này hẳn không thể hoàn toàn khắc ra được thần phận của dị chủng yêu thú. Mặc dù có thể mượn những điêu khắc này tu luyện vu pháp, chỉ sợ cũng chỉ tốt bề ngoài thôi. Nhưng uy lực chân chính của vu pháp cũng bị suy yếu đi rất nhiều. Diệp Húc thầm nghĩ. Hắn cũng biết tổ tiên Diệp gia sở dĩ làm như vậy cũng là cử chỉ bất đắc dĩ. Chứ không nói tới ưng xà, kim hủy, thanh giao, mấy loại yêu thú khó tìm này. Mặc dù có duyên tìm được những yêu thú này, Diệp gia xuất động tất cả, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ, chỉ có kết cục toàn quân bị diệt mà thôi. Diệp Phan đi thẳng vào trung tâm của Vu Tu Đường, đại phiên cắm mạnh xuống đất, rồi nhíu mày quát. Lão phu hôm nay ở trong này truyền thụ vu pháp, người không có phận sự, tất cả cút hết cho ta. Lời vừa nói ra, lập tức một mảnh ồ lên, ngay cả Diệp Húc trong lòng cũng có chút lo sợ. Nơi này là Vu Tu Đường trọng yếu nhất của Diệp gia nội phủ.
Nơi này gần như là trung tâm lực lượng Diệp gia, người nào không phải là cường giả đây? Những người này dậm một chân, Liễu Chân Thành phải run lên 3-4 lần. Hiện giờ không ngờ bị người kêu cút đi, trong lòng làm sao không giận cho được. Sao? Là ai dám kiêu ngạo trong này vậy? Diệp Húc nhìn thấy Lục Thúc, Diệp Tư Nghĩa giận tím mặt, đứng lên chửi ầm ầm. Tuy nhiên, đợi hắn nhìn thấy người lên tiếng là Diệp Phan, lập tức im miệng, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài Vu Tu Đường. Những người khác cũng đứng dậy chạy ra ngoài. Chúng ta ngồi trong này mấy ngày rồi, tu luyện lâu lắm, cũng lên hoạt động gân cốt một chút rồi. Đúng vậy, nên đi ra ngoài hít thở không khí mới mẻ một chút nào. Sau một lát, mọi người đã đi sạch, chỉ còn lại Ngũ Thúc Tổ, Diệp Chí vẫn ngồi yên tại chỗ. Diệp Phan ngươi tuy là ngoại nhân, được chất nhi Diệp Tư Đạo của ta hằng phục làm việc vặt của Diệp gia chúng ta. Một cái thân phận cũng không có, cũng dám bảo ta đi sao? Diệp Chí cười lạnh, Diệp Phan nhíu mày, nhe răng cười độc ác nói. Diệp phủ các ngươi, ngoại trừ Diệp Tư Đạo, những người khác một đám không có triển vọng, ngu như lợn. Ngươi cũng giống như vậy thôi, còn không mau cút đi. Khốn kiếp, dám nói với ta như vậy sao? Diệp Chí giận tím mặt, đang muốn đứng dậy, Diệp Phan nhe răng cười độc ác. Tử mẫu bách quỷ phiên tuôn ra khói đen cuồn cuộn, nó nhô lên cao hóa thành một bàn tay to lởm chởm, phạm vi gần trượng tạo thành cái lồng úp xuống dưới, túm chặt lấy Diệp Chí, làm cho lão dãy giụa thế nào cũng không thể thoát thân được. Một lão cẩu già, nói ngươi là đồ con lớn, vẫn là để mắt tới ngươi rồi. Diệp Phan tùy tay ném lão ra khỏi Vu Tu Đường, rồi cười lạnh. Nếu không phải nể mặt mũi của Diệp Tư Đáo, lão phu đã sớm giết ngươi, rút ra sinh hồn của ngươi rồi làm phân bón cho vu bảo của ta rồi. Diệp Chí lửa giận sung thiên, muốn nhảy vào liều mạng cùng với Diệp Phan, nhưng lại nghĩ mình không phải đối thủ, oán hận không ngừng, xoay người rời đi. Diệp Phan liếm liếm môi, thấp giọng nói: thật muốn làm thịt lão già này quá đi. Lão già này tuy rằng vô năng, nhưng tốt xấu gì cũng là tu luyện tới dung nguyên bát phẩm, đưa sinh hồn của hắn đánh nhốt vào tử mẫu bách quỷ phiên, khẳng định có thể khiến uy lực của bảo bối này tăng lên một bậc. Đáng tiếc, làm thịt lão, Diệp Tư Đạo khẳng định liều mạng với ta, ta đánh không lại hắn. Diệp Húc mau cốt tủng thiên, lão già này quả nhiên giết người thành tính, ngoại trừ phủ chủ Diệp Tư Đạo, ai cũng không thèm để vào trong mắt. Nếu không có Diệp Tư Đạo, còn có thể trấn trụ được lão, chỉ sợ lão đã sớm huyết tẩy Liễu Châu một lần. Tuy nhiên Diệp Phan làm những việc này lại khiến cho Diệp Húc cảm thấy một trận đã nghiền. Nếu ta có được thực lực như vậy, cũng không phải bá đạo kiêu ngạo như thế hay sao? Đây mới là sảng khoái, đây mới là đại trượng phu. Diệp Phan nhìn về phía Diệp Húc, thản nhiên nói: thật ra hiện tại đã yên tĩnh rồi, ngươi có thể lựa chọn một môn vu pháp, ta dạy bảo ngươi bí quyết của vu pháp này. Diệp Húc cúi đầu suy nghĩ, hắn chứng kiến vu pháp không nhiều, chỉ có hai loại, một là ưng xả song kích, một loại chính là thanh dao kiểu kích mà Mã Tam Bảo đã sử dụng. Ưng xả song kích đánh trong tay Diệp Tư Manh và Diệp Phó, uy lực không lớn. Cẩn thận nhìn pho tượng ở Vu Tu Đường, lúc này hắn mới hiểu được hai người ưng xả song kích tu luyện chỉ ở bên ngoài, còn xa mới luyện được cái thần của nó, xa xa mới nói tới chính tông. Nếu như ưng xả song kích chính tông, uy lực khẳng định phải lớn hơn mấy lần, thậm chí cả chục lần. Lấy nguyên khí tiến hóa thành ưng xả, một kích thạch phá kinh thiên. Tuy nhiên cho dù hai người kia có tiến vào Vu Tu Đường nội phủ đi chăng nữa, tập được chính tông ưng xả song kích chỉ sợ cũng không được gọi là ưng xả song kích chân chính. Vu Tu Đường ưng xả song kích là chỉ Diệp gia ưng xả song kích, vẫn còn chênh lệch rất lớn với ưng xả song kích chân chính. Muốn học tập đầy đủ môn vu pháp này, nhất định phải tận mắt nhìn thấy yêu thú ưng xả, nghiền ngẫm tới quen tập tính của nó, nắm chắc thần vận của loại yêu thú này. Diệp Húc suy tư thật lâu, rốt cuộc cũng làm ra quyết định, ngẩng đầu mà nói: tiền bối, ta muốn học đại diễn thiên kiếm thuật. Diệp Phan lộ ra vẻ kinh ngạc, khen ngợi mà nói: khó trách Diệp Tư Đáo, cái tên kia nói ngươi tâm tư trong suốt thấu triệt, tư chất thân sang người thường, quả nhiên không kém. Ưng xà, long, kim hủy, loại yêu thú này hơn phân nữa đã bị diệt sạch rồi, bởi vậy những vũ pháp này căn bản không thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn được. Ngươi lựa chọn đại diễn thiên kiếm thuật quả nhiên là kiểu chỉ sáng suốt mà. Lão dừng lại một chút rồi lắc đầu: tuy nhiên đại diễn thiên kiếm thuật uy lực quá yếu, ta không học qua, không có biện pháp dạy cho ngươi đâu. Diệp Húc trong lòng có chút thất vọng, đành phải lưu lại yêu cầu của mình rồi tiếp theo nói: vậy mời tiền bối truyền thụ ưng xà song kích loại vu pháp này cho ta được rồi. Ta cũng không học qua, ngươi tuyển loại khác đi. Diệp Phan thần thái có chút không được tự nhiên, không kiên nhẫn mà nói: vậy kim hủy đại lực thần thông thì sao? Không học. Diệp Húc liên tiếp hỏi hơn 10 loại vu pháp, Diệp Phan rốt cuộc không kiên nhẫn, thẹn quá thành giận: tiểu tử, đừng chọn 3-4 trốn,
Lão phu đời này chỉ biết một loại vu pháp thôi, chính là thanh giao kiểu kích kìa. Lần trước Diệp Tư Đạo bảo ta thay thế hắn chuyển cho tiểu tử Mã Tam Bảo vu pháp, lão phu chuyển cho hắn cũng là thanh giao kiểu kích kìa. Ngươi có muốn học hay không? Nếu nói vô nghĩa nữa, lão phu ngay cả vu pháp này cũng không dạy cho ngươi đâu. Diệp Húc sau một lúc lâu không nói gì, nhỏ giọng thầm nói: lão sớm nói lão chỉ biết một loại vu pháp đi, ta đã không chọn rồi. Diệp Phan trợn mắt cười lạnh mà nói: mấy loại vu pháp này tham nhiều sẽ mục nát. Nghĩ để muốn giết người, thực lực đủ mạnh, dùng một loại vu pháp như vậy là đủ rồi. Thực lực không mạnh, học nhiều cũng là vô dụng. Trong nhiều vu pháp như vậy, chỉ có thanh giao kiểu kích mới có tiềm lực nhất thôi. Ưng xà, rồi long, kim húy, loại thượng cổ dị chủng này đã tuyệt tích rồi. Nhưng giao long vẫn còn tồn tại, bởi vậy môn vu pháp thanh giao kiểu kích này tuyệt đối là vu pháp có giá trị nhất trong hàng chục vu pháp kia. Diệp Húc gật đầu, không ngừng mà chấp nhận. Diệp Phan nói không sai, những thượng cổ dị chủng khác đa số đã bị diệt sạch, thế nhưng thế gian này vẫn còn giao long, lựa chọn thanh giao kiểu kích đích xác có cơ hội tu luyện môn vu pháp này tới mức tận cùng. Tiền bối, người tìm được giao long rồi sao? Diệp Phan sắc mặt lập tức trở nên khó coi, giận dữ mà nói: tiểu tử thối, hỏi lời mề như vậy làm gì? Người rốt cuộc có học hay không? Học, tất nhiên muốn học rồi. Diệp Húc vội vàng gật đầu, lại không kìm nổi mà hỏi: tiền bối, chẳng lẽ ngài cũng không gặp qua giao long sao? Diệp Phan khóe mắt cơ hồ nhảy loạn, trên mặt thanh khí chập chờn, gần như không nhịn nổi mà chụp hắn một cái thành thịt vụn cho rồi. Loại yêu thú như giao long cũng là thượng cổ dị chủng, tuy nói tới nay giao long vẫn còn tồn tại, nhưng là cực kỳ hiếm thấy, không phải tùy ý mà nhìn thấy được. Diệp Phan năm đấy đánh cướp giết người chung quanh cũng không có cơ duyên nhìn thấy loại dị chủng này, bởi vậy thanh giao cửu kích của lão tới giờ vẫn không thể tu luyện viên mãn. Lúc này lão đã quyết định không bao giờ cho tiểu tử này có cơ hội nói chuyện, miễn làm cho toàn bộ gốc khác của mình bị vạch trần, lập tức nói: thật ra thanh giao cửu kích có 9 thức lớn: tham giảo thức, đoạt châu thức, xuất tuyên thức, bãi vỉ thức, thôn thiên thức, phi thiên thức, va chạm thức, giảo sát thức và song giao tiễn thức. Muốn tu luyện 9 thức này nhất định phải học được quan tướng. Muốn quan tướng, thứ nhất là phải quan nhìn, thứ hai là phải tướng nghĩ. Quan tưởng giao long, trước xem long thân, cốt thịt, da vảy, gân, mạch lưu huyết, can phế tràng, dạ dày. Còn muốn thần vận tinh khí, động tĩnh hỉ nhạc nộ ái, làm được một bước này liền có thể dùng nguyên khí hóa thành giao long, học được vu pháp. Diệp Phan đem bí mật bí quyết của thanh giao kiểu kích giảng dài một lần, lập tức khoanh chân ngồi, nhắm mắt ngưng thần tế luyện từ mẫu bách quỷ phiên, đặt bên cạnh Diệp Húc chẳng thèm quan tâm. Không phải lão không muốn chỉ điểm cho Diệp Húc tu luyện như thế nào, mà vu pháp phức tạp hơn xa với tâm pháp, bởi vì mỗi người một ý tưởng khác nhau, lĩnh ngộ khác nhau, đồng dạng một loại vu pháp cũng có thể tu ra hiệu quả khác nhau. Lão áp đặt chỉ điểm chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Diệp Húc ngồi trước tòa điêu khắc thanh giao kiểu kích thứ nhất, ánh mắt nhìn chăm chú vào đan điền của pho tượng tìm hiểu long chảo, xem cố tạo long chảo, cố gắng nắm giữ thần vận trong đấy. Thanh giao kiểu kích uy lực của thức sau hùng mạnh hơn thức trước, hung ác hơn nhiều. Tu luyện vu pháp này cần tính tạo quan tưởng, xây dựng hình ảnh giao long, sau đấy biến hóa nguyên khí phá thể mà ra. Khi ra tay giao long vồ chết cường địch, uy lực tăng gấp bội. Song giao tiễn thức, thức thứ 9, kích uy lực còn lớn hơn nữa. Nguyên khí hóa thành hai giao long, thân hình kết cấu tạo thành hình dạng như cái kéo to lớn vậy. Về lưng sắc bén giống như lưỡi dao, cho dù là thân thể sắt thép cũng không thể ngăn cản được. Song giao lần lượt đan xen mà cắt, chỉ một đao chia hai. Diệp Húc đã quan tưởng lĩnh ngộ vào trong lòng, nhưng hắn càng quan tưởng cảm thấy càng không được tự nhiên. Vu tu đường tượng điêu khắc tuy rằng giống như đúc, trông rất sống động, nhưng có một loại thanh âm không ngừng trong lòng hắn vang lên, nói đây là giả, chân chính giao long không phải là dạng này. Loại cảm giác này không biết từ đâu tới, trong mắt hắn tượng đồng càng ngày càng giống thật. Thần vận không xong, rối tinh rối mù, không giống giao long, ngược lại giống như xà trùng. Diệp Húc trong lòng càng ngày càng loạn, rốt cục cũng không thể quan tưởng xuống được nữa. Hắn đứng dậy nói: tiền bối, ta không thể tu luyện vu pháp này được. Ta thủy chung cảm thấy giao long đồng điêu này là giả. Ta không thể tĩnh tâm quan tưởng được. Diệp Phan mở to mắt cười lạnh: giả sao? Người đã chân chính gặp qua giao long rồi sao? Gặp qua giao long chân chính ư? Diệp Húc ngẩn ngơ, trong đầu vang lên ầm ầm. Diệp Phan tiếp tục quả trách nói: đồng điêu này toàn bộ do tổ tiên mở phủ Diệp gia các ngươi dùng một búa tạc lên, đại biểu cho thành tựu vu đạo của hắn. Nếu ngươi có thể lĩnh ngộ được những thần vận trong đồng điêu này, tương lai chưa chắc không có khả năng thành tựu như của hắn đâu. Lời của lão Diệp Húc toàn bộ nghe vào trong tay, bên tai chỉ vọng lại một câu: giao long chân chính, giao long chân chính.
Hắn rốt cuộc cũng nhớ ra chính mình sao lại cảm thấy điêu khắc của tổ tiên Diệp gia lại không đúng. Hóa ra đích xác hắn đã từng gặp qua giao long. Góc mái hiên bạch ngọc lâu của hắn có mấy con liền. Chẳng lẽ khi có ấn tượng ban đầu rồi mới khiến cho ta cảm giác được giao long đồng điêu của tổ tiên là không giống hay sao? Diệp Húc tĩnh tâm lại, tiếp tục khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần, ý thức yên lặng tiến vào đan điền. Tòa bạch ngọc lâu hai tầng vẫn tọa lạc phía trên nguyên khí biển lửa màu trắng chậm rãi chuyển động. Bốn điều giao long thật nhỏ, cái đuôi ôm lấy góc mái hiên, móng vuốt khống chế vách của ngọc lâu, thân vàng đen, miệng ngậm ngọc châu, cái cổ dài hẹp buông xuống, sau cổ vây lưng giống như quạt sắt mở ra, một đôi long nhãn nhìn chằm chằm về phía trước. Bốn con giao long này không phải vật sống mà là bốn bức điêu khắc, chỉ có điều nó quá mức sinh động, thường thường làm cho Diệp Húc có lại cảm giác chúng nó có sinh mệnh vậy. Diệp Húc chú ý tới thân thể của chúng nó, thần thái kiêu ngạo, hơi thở tàn bạo, khí chất tàn ác, trong ánh mắt không mang theo bất luận cảm tình gì, coi thường hết thảy sinh mệnh. Loại lạnh lùng này làm cho người ta không rét mà run. Chúng nó không giống với thiên long thần bí, tao nhã như trong truyền thuyết. Chúng nó bày ra cho thế nhân một bộ mặt thô bạo, mạnh mẽ. Tuy nhiên, Diệp Húc cảm thấy đây mới chân chính là giao long, một loại sinh mệnh kiêu ngạo, cường tráng, hung tàn tà ác, tượng trưng cho lực lượng. Lúc này, hắn rốt cuộc cũng nắm được thần vận của giao long. Diệp Phan thấy hắn tĩnh tâm lại, khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ khen ngợi. Tu luyện vu pháp cũng không phải là một chuyện đơn giản, phải khổ công vô cùng. Hơn nữa, người tu luyện bản thân phải có ngộ tính cực cao mới có thể tu thành vu pháp. Diệp gia nội phủ vu sĩ, có người thậm chí ngồi ở nơi này liên tiếp 10 năm, quan tưởng vu pháp có thể thấy được tu tập vu pháp có khó khăn như thế nào. Tiểu tử này, phân nửa phải mất 10 ngày tới nửa tháng mới có thể nghĩ ra được một trích móng vuốt của giao long. Ta cũng không thể bồi tiếp hắn ở trong này được. Diệp Phan trong mắt hung quang chợt lóe thầm nghĩ. Diệp Tư Đạo tên kia cũng đang bế quan, không dành để ý tới ta. Không bằng từ Diệp này chạy tới Lương Châu, giết chết vài tên vu sĩ tế luyện cái tử mẫu bách quỷ phiên của ta vậy. Lão đang định rời đi, đột nhiên dừng bước chân, xoay người nhìn về phía Diệp Húc, lộ ra thần sắc kinh dị vô cùng. Chỉ thấy Diệp Húc vẫn ngồi ngay ngắn bất động như trước, nhưng trên người hắn chuyển ra khí tức làm cho Diệp Phan cảm thấy nguy hiểm. Khí tức này vô cùng tà ác, lộ ra sát khí hung tàn, thành tính, đồng thời tự cao tự đại, coi thường hết thảy sinh mệnh, mang theo một tia uy nghiêm bao trùm ở trên tất cả sinh mệnh. Bản thân Diệp Phan cũng không phải là người lương thiện gì, cũng hung tàn thành tính, làm không ít việc ác. Lúc này đối mặt với khí tức này, không ngờ có chút sợ hãi. Tiểu tử này tu luyện có phải là thanh giao cửu kích hay không vậy? So sánh với sát khí của ta còn nặng hơn, như thế nào lại có loại khả năng này được? Lão phu giết người so với hắn quen biết người còn muốn nhiều hơn kìa. Diệp Húc trên người chuyển tới khí tức càng ngày càng nặng. Qua thật lâu sau, đan điền của hắn rốt cuộc cũng chuyển tới một tiếng long ngâm. Một long chảo lớn bằng cái quạt hương bồ từ trong bụng mò ra. Tiếp theo là nửa cái đầu giao long cũng từ đan điền chui ra. Thiết sĩ đồng nha, có lân, có râu, dữ tợn, hung ác. Khác với giao long mà những người khác quan tưởng chính là giao long này không ngờ che kín long lân màu trắng. Hiển nhiên là vì Diệp Húc đã luyện cửu chuyển nguyên công tới nhất trọng tứ chuyển cảnh giới. Nguyên khí hóa thành màu trắng, quan tưởng giao long cũng xảy ra biến hóa khác thường, có vẻ không giống với bình thường chút nào. Diệp Phan hoàn toàn dại ra, Diệp Húc tốc độ quan tưởng giao long cực nhanh, không ngờ vượt qua tưởng tượng của lão, dùng gần nửa canh giờ mà thôi. Không chỉ như thế, nguyên khí hóa thành giao long này rõ ràng so với giao long lão quan tưởng còn hoàn mỹ hơn, càng thêm hung ác. Đồng thời, uy lực khẳng định càng hùng mạnh hơn. Tuy rằng hiện giờ nguyên khí của Diệp Húc biến thành giao long, uy lực tạm thời kém lão, nhưng nếu như Diệp Húc có được tu vi như của lão, uy lực của thanh giao kiểu kích này phải hơn xa xa của lão, thậm chí không chỉ là một bậc nữa rồi. Nếu sau này trước mặt hắn ta sử dụng thanh giao kiểu kích, ta chính là tên ngốc mà. Diệp Phan trong lòng lẩm bẩm tự nói. So sánh với Diệp Húc, giao long lão quan tưởng ra xấu xí như một loại bò sắt tầm thường, ngại không dám phơi bày ra ngoài. Nguyên khí của Diệp Húc biến thành giao long chỉ có một trích long chảo, nửa cái long đầu hình tam giác mà thôi. Hắn tâm niệm vừa động, viên giao long đầu này lập tức cố gắng giãy giụa, dường như đang muốn từ trong đan điền của hắn rút ra thân thể mình cùng cái đuôi. Thật ra không cần phải uổng phí khí lực đâu, tu vi của ngươi còn không đủ để hoàn toàn biến hóa ra giao long. Diệp Phan ngăn hắn lại, lập tức nghi hoặc mà lên tiếng. Lấy tư chất của ngươi, theo lý mà nói gần một tháng có thể tu luyện tới bồi nguyên nhất phẩm trung kỳ rồi, đủ để tiến hóa đầy đủ cái đầu của giao long, tu thành thức thứ nhất của thanh giao kiểu kích rồi. Như thế nào mà nguyên khí của ngươi có vẻ bạc nhược đến như vậy? Diệp Húc đình chỉ quan tưởng, chỉ thấy long chảo cùng nửa cái long đầu bỗng nhiên chui vào trong bụng của hắn, biến mất không thấy đâu nữa. Việc này có khả năng liên quan tới tâm pháp ta tu luyện. Ta trước đó không lâu lấy được một bộ vu pháp trong vu khố
tên là Cửu Chuyển Nguyên Công. Ta luyện tâm pháp này, tốc độ tăng trưởng nguyên khí của ta quá chậm. Ta khổ tu gần một tháng, cũng chỉ tích lũy được một chút nguyên khí đó thôi. Sao? Cửu Chuyển Nguyên Công ư? Diệp Phan ngây người ra như phỗng. Sau một lúc lâu, lông mi trắng hơi run run, phun ra một ngụm chọc khí. Người tu luyện môn tân pháp này, không ngờ có thể tu luyện ra nguyên khí sao? Quái thai mà. Tiền bối, môn tâm pháp này làm sao vậy? Diệp Phúc trong lòng nhảy loạn, hắn phát hiện ra khiếm khuyết của Cửu Chuyển Nguyên Công rồi. Lúc này nghe thấy Diệp Phan dường như có hiểu biết về môn tâm pháp này, hắn không khỏi tò mò. Diệp Phan trầm ngâm thật lâu sau, chậm rãi mở miệng nói: "Thật ra, Cửu Chuyển Nguyên Công chính là dùng võ nhập vô, chuyên chú về thân thể, xem nhẹ vô pháp, tu luyện môn vô pháp này, đừng nói không thể tu luyện ra nguyên khí, ngay cả nguyên khí bản thân tu vi cũng bị cắn nuốt sạch sẽ kìa. Lúc trước tổ tiên mở phủ Diệp gia các ngươi, vì tu luyện vô pháp này, tu vi cũng không thể tăng trưởng nửa phần, ngược lại bị cắn nuốt rất nhiều nguyên khí, cảnh giới bị rơi xuống." Diệp Phúc gật đầu, nếu không phải hắn đồng thời tu luyện Chu Thiên Tinh Đấu luyện khí thuật, chỉ sợ trong đan điền lúc này chẳng còn chút nguyên khí nào, căn bản không thể nào tu luyện Thanh Giao Kiểu Kích được. Diệp Phan tiếp tục nói: "Lúc trước hắn không phải quyết đoán đình chỉ tu luyện, cho dù hắn luyện chính là mãng cổ chu cáp đại lực thần thông, nguyên khí tu vi tăng trưởng nhanh chóng, chỉ sợ tu vi toàn thân biến sạch, trở thành bồi nguyên nhất phẩm tiểu vũ sĩ. Tu vi của ngươi không có bị tẩy sạch, ngược lại tu luyện ra một chút nguyên khí, loại tình hình này có thể nói là kỳ tích mà hình dung rồi." Diệp Phúc phát hiện lão già này nhìn về phía mình, ánh mắt chợt trở nên vô cùng quỷ dị. Chỉ nghe thấy Diệp Phan âm thầm nói nhỏ: "Thật muốn cắt tên tiểu tử này ra để nghiên cứu quá đi, xem hắn tới cùng có bí mật gì. Đáng tiếc lão phu cũng không đánh lại lão hỗn đản Diệp Tư Đạo kia." Diệp Phúc không khỏi dùng mình một cái, biết lão già này tuyệt đối không nói giỡn. Nếu không phải có Diệp Tư Đạo trấn trụ, Diệp Phan tuyệt đối có khả năng đem mình cắt ra thành từng mảnh mà nghiên cứu. "Tu vi của ta không đủ, không hoàn toàn tiến hóa giao long được, chẳng lẽ phải đợi tu vi đủ mới có thể luyện thành giao long kiểu kích kia sao?" Diệp Húc lâm vào trầm tư. Cửu Chuyển Nguyên Công làm tiến cảnh của hắn rất chậm, hắn muốn hoàn toàn biến hóa ra giao long sợ rằng phải đợi tới 10 năm nữa. "Có thể thu nhỏ hình thể của giao long lại được không? Hình thể thu nhỏ thì nguyên khí cần thiết cũng giảm bớt đi." Nghĩ liền làm, hắn lập tức động thủ thực nghiệm. Diệp Phan thấy hắn lại quan tưởng, trong lòng nghi hoặc: "Tiểu tử này tu vi không đủ, chẳng lẽ hắn có biện pháp trong nháy mắt nâng cao tu vi hay sao?" Sau một lúc, lão rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Diệp Húc làm như vậy, không khỏi vỗ tay tán thưởng không ngừng. Chỉ thấy bộ vị đan điền Diệp Húc lại chui ra một chích long chảo, một cái đầu giao long, thậm chí ngay cả cái thân hẹp dài dữ tợn của giao long cũng cuồn cuộn không ngừng từ trong bụng của hắn lao ra. Tuy nhiên lần này hắn dùng nguyên khí biến ra giao long so với trước nhỏ hơn vô số lần. Giao long do nguyên khí hóa thành giãy giụa rít gào, từng tấc một rút ra từ trong bụng của hắn đi ra. Sau một lúc lâu, giao long rút cuộc cũng rút ra được hơn phân nửa thân hình, chỉ có cái đuôi còn trong bụng hắn không hoàn toàn biến hóa ra. Giao long cúi người ngửa đầu, ngang nhiên cầm lên giận dữ, dường như từ trong vực sâu vạn trượng lao ra, hùng hổ xoay thân hình phóng lên cao, đột nhiên rút cái đuôi ra khỏi bụng của Diệp Húc. Giao long đầy đủ, rút cuộc cũng biến hóa hoàn toàn. Giao long này hình thể không lớn, dài hơn một xích, thân thể trắng như tuyết, quay quanh thân thể Diệp Húc trở mình vài lần, vòng mấy vòng, đột nhiên cái đuôi cuộn một cái, nó nhảy lên cuốn lấy tay trái của Diệp Húc, hai chân trước đặt trên đầu vai của hắn, nâng cái đầu tam giác vơi lưng mở ra, hung tợn nhìn chằm chằm vào Diệp Phan. Ánh mắt kia tự cao tự đại, mang theo vẻ khinh thường từ trên cao nhìn xuống, cho lão cảm giác áp bách rất lớn. Giao long này hoàn toàn biến hóa thành hình, đối với ưng xà do nguyên khí của đám người Diệp Tư Manh, Diệp Phó cách biệt một trời một vực. Ưng xà của bọn họ theo đuổi lớn, theo đuổi đầy đủ, do đó tạo thành hậu quả giống tích, uy lực không hùng mạnh, không có hình lại không có lực. Mà nguyên khí Diệp Phúc biến hóa thành giao long, tuy rằng nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng ngũ tạng đều đầy đủ, dữ tợn hung ác. Hắn thôi diễn vô pháp này, ngay cả Diệp Phan quan tưởng 10 năm cũng còn xa xa mới theo kịp. "Thật ra người so với tên đầu gỗ Mã Tam Bảo kia linh hoạt hơn, thật không ngờ có thể nghĩ ra biện pháp này." Diệp Phan tán thưởng không ngừng nói: "Mã Tam Bảo tuy rằng tư chất khá tốt, nhưng hành xử khô khan, chỉ biết làm theo từng bước một, không dám nghi ngờ quá trình tu luyện của người đi trước. Tới nay mới tu luyện tới bái vĩ thức thôi, mà ngươi lại linh hoạt hơn rất nhiều, hiểu được biến hóa. Tuy nhiên nhỏ như vậy thì giao long có uy lực tới như thế nào đây?" Diệp Húc đúng là cũng tràn đầy hoài nghi. Vô pháp theo đuổi cương mãnh bá đạo, mà giao long hắn biến hóa ra thật sự là nhỏ quá. Như vậy
uy lực như thế nào hắn cũng không rõ. Hơn nữa, màu sắc của giao long cũng không đúng, không phải là thanh giao mà là bạch giao. Giao long tham chảo thức. Diệp Phúc tâm niệm vừa động, giao long màu trắng rít cào hướng lên cao phóng tới. Nó vươn ra một long chảo, không khí phát ra tiếng ầm ầm nổ tung, răng rắc một tiếng đập nát một cây xà đồng trụ ở Vu Tu Đường. Trụ đồng kia to bằng một cái thùng nước bị chém làm hai đoạn, từ trên không trung rơi xuống nện thẳng xuống trán của Diệp Phúc. Đoạt châu thức. Diệp Phúc quát lên một tiếng, bạch giao giơ song chảo, hai cái trụ đồng lập tức chia năm xẻ bảy, đồng vụn đầy trời. Xuất uyên thức. Thân hình nhỏ nhắn của bạch giao đột nhiên chầm xuống, từ dưới phóng lên cao, tất cả vụn đồng hết thảy cuồn cuộn nổi lên nghiền thành nát bấy. Lại dầm một tiếng, đỉnh trần Vũ Tu Đường bị đánh vỡ, không biết đã bay đi đâu. Diệp Phúc còn đang tính toán sử dụng mấy thức còn lại của thanh giao kiểu kích, thấy thế vội vàng dừng tay. Nếu hắn tiếp tục đánh xuống, sợ rằng toàn bộ Vũ Tu Đường sẽ bị đánh sập. Giao long xoay quanh một vòng, chui vào trong đan điền của hắn, biến mất không thấy đâu nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy nóc nhà bị vỡ một cái động lớn, tinh quang chiếu xuống, hóa ra trời đã về đêm. Tiền bối, uy lực của thanh giao kiểu kích ta thế nào? Diệp Phan khóe mắt cơ hồ run lên lẩy bẩy, từ chối cho ý kiến. Tạm thôi, so với thanh giao kiểu kích của lão phu vẫn không đáng nhắc tới. Trời đã muộn rồi, ngươi về trước đi, mai tiếp tục. Diệp Húc cáo từ rời đi. Diệp Phan sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái, nhìn thẳng vào nóc nhà có trụ đồng bị đánh nát, rồi lẩm bẩm: tiểu tử này lần đầu tiên tu luyện vu pháp, thật không ngờ có thể đánh xích nguyên tinh đồng thành từng mảnh như vậy. Quái vật, thật sự là quái vật mà. Vu Tu Đường ở Diệp gia trình độ trọng yếu, thậm chí còn vượt qua cả Vu Khố. Bởi vậy tổ tiên Diệp gia trước kia khi kiến tạo Vu Tu Đường dùng phần lớn là tài liệu luyện chế vu bảo, chắc chắn vô cùng không dễ phá hủy. Diệp Húc đánh nát đồng trụ đúng là từ xích nguyên tinh đồng đúc thành. Xích nguyên tinh đồng cùng với hàn thiết là bảo vật cùng một đẳng cấp, tính chất của nó còn trên cả hàn thiết, cực kỳ cứng rắn, nếu không cũng không để làm mái của Vu Tu Đường như vậy. Thật không ngờ trụ đồng này lại như đậu hũ, dễ dàng bị phá thành từng mảnh nhỏ. Có thể thấy được uy lực thanh giao kiểu kích của Diệp Húc cũng không có vì giao long bị thu nhỏ mà kém đi, thậm chí còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Thật giả, ta sở dĩ không khen ngợi ngươi, kỳ thực sợ ngươi kiêu ngạo tự mãn. Người trẻ tuổi kiêu ngạo tự mãn dễ dàng sa đọa mất thôi. Diệp Phan nghĩ một đằng nói một lẻo, lẩm bẩm mà nói. Sau vài ngày, Diệp Phúc rốt cuộc cũng học được 8 kích đầu tiên. Tuy nhiên thức thứ 7 và thức thứ 8 là va chạm thức và rào sát treo cổ thức, bởi vì giao long do nguyên khí của hắn biến thành rất nhỏ, cũng không có bao nhiêu uy lực. Diệp Phan nói rõ với hắn, tu luyện va chạm thức là dựa vào nguyên khí thâm hậu của mình trực tiếp nghiền nát đối thủ, mà rào sát thức cũng cần nguyên khí thâm hậu, dùng nguyên khí cuốn chết đối thủ. Về phần uy lực mạnh nhất là thức thứ 9, song giao tiễn, cần nguyên khí hóa thành hai con giao long. Lấy tu vi của Diệp Phúc trước mắt, biến hóa thành một giao long cũng có chút miễn cưỡng rồi. Hơn nữa lại là bản đơn giản hóa, hóa thành hai giao long căn bản không cần phải nói. Khiếm khuyết của kiểu chuyển nguyên công đối với hắn ảnh hưởng đích xác thật lớn, hạn chế vu pháp. Thật ra hôm nay chỉ sợ là ngày cuối cùng ta dạy ngươi vu pháp rồi. Diệp Phan và Diệp Phúc đi ra ngoài Vu Tu Đường, đứng ở ngoài cửa. Lão già này chỉnh sắc mặt nói: hôm nay ta truyền thụ cho ngươi 3 cái bí quyết cuối cùng, mấu chốt nhất mà mỗi vu sĩ đều phải biết được. Sau khi học được 3 cái bí quyết này, ngươi liền có một chút thực lực tự bảo vệ mình. Đại bộ phận vu sĩ trong Diệp phủ cao minh hơn ngươi, nhưng người có thể giết được ngươi chính là ít ỏi không có mấy người. Diệp Phúc trong lòng có chút không muốn. Diệp Phan tuy rằng là ma đạo kiêu hùng, giết người như ngóe, vui giận thất thường, nhưng Diệp Phúc ở chung với lão cũng có chút hòa hợp. So sánh với những người ở trong Diệp phủ nói một đường nghĩ một nẻo này, Diệp Phan tuy không việc xấu nào không làm, nhưng lão già này tính cách hào sảng, tính cách hống hách, chỉ một câu không hợp lập tức đấu đá ngay. Tuy nhiên sư phụ tiến môn tu hành lại tại bản thân mình, loại đạo lý này hắn vẫn hiểu. Diệp Phan chính là người vỡ lòng cho hắn trên con đường vu đạo, người dẫn đường đưa hắn đi trên con đường vu sĩ. Về phần thành tựu tương lai như thế nào phải xem cố gắng của bản thân hắn. Truyền thụ cho ngươi 3 cái kỹ xảo này, lão phu phải rời khỏi Diệp gia, đi tới tận Tây vực Lương Châu xa xa kia. Bị tên hỗn đản Diệp Tư Đạo bắt giữ lâu như vậy, lão phu tu vi dù chưa hạ xuống, nhưng từ mẫu bách quỷ phiên lại đó lắm rồi. Chỉ bằng thừa dịp Diệp Tư Đạo chưa xuất quan, đại khai sát giới, dùng sinh hồn vu sĩ tế điện đại phiên của ta, rồi trở về phân cao thấp với hắn vậy. Diệp Phan nói tới đây sắc mặt đột nhiên khẽ biến, ngẩng đầu nhìn về phía đại sảnh phủ chủ trong Diệp gia nội phủ, kinh thanh mà nói: Diệp Tư Đạo lão nhân nhanh xuất quan rồi. Pháp lực của lão hỗn đản này không ngờ lại tinh tiến, gần như đột phá hỗn nguyên kỳ,
Nếu hắn tu luyện tới Hỗn Nguyên Kỳ, lão phu căn bản không có tư cách giao thủ với hắn ta. Diệp Húc cũng đột nhiên cảm giác được thiên địa nguyên khí dị biến, ngẩng đầu lại nhìn, chỉ thấy một dòng khí xuất hiện bên trên Diệp phủ chủ. Gió cuốn mây tới, hình thành một cơn lốc xoáy thật lớn với đường kính gần 50 mét trên không trung. Thiên địa nguyên khí cuồng bạo từ khắp mọi nơi vọt tới, mãnh liệt rót vào trong lốc xoáy. Trong lốc xoáy thoáng hiện một ánh sáng trắng thật lớn, sáng tỏ vô cùng, giống như một vầng trăng tròn lớn nhỏ chừng 4-5 mét. Hiện giờ là sáng sớm, ánh sáng mặt trời dâng lên, nhưng hào quang hình trăng rằm này lại che khuất cả ánh mặt trời. Đúng là vòng tròn này đã cắn nuốt thiên địa nguyên khí. Diệp Húc trong lòng không khỏi hoảng sợ, tốc độ cắn nuốt luyện hóa chu thiên tinh lực của hắn đã cực kỳ khủng bố, không nghĩ tới Diệp Tư Đạo càng thêm lợi hại, không ngờ dẫn động thiên địa dị tượng. Phủ chủ tu vi cực cao, đạt tới tam chân cảnh, hạo nguyệt kỳ. Nếu ta có được tu vi như hắn, vận chuyển chu thiên tinh đấu luyện khí thuật, sợ rằng so với hắn càng thêm khủng bố hơn. Diệp Húc thầm nghĩ trong lòng. Diệp Phan cười lạnh. Từ hạo nguyệt kỳ tu luyện tới Hỗn Nguyên kỳ, cần phải có nguyên khí vô cùng khổng lồ chống đỡ. Diệp Tư Đạo, cái lão hỗn đản này, tuy rằng đạt tới tu vi hạo nguyệt kỳ, nhưng còn không đủ sức đưa tới nguyên khí khổng lồ như vậy. Hắn muốn đột phá ư, chỉ sợ có chút khó khăn. Vừa dứt lời, chỉ thấy trung tâm của vầng trăng tròn dần dần hiện ra một mặt đại ấn. Trên đại ấn in hình một con thiềm thừ miệng mở rộng, quanh thân màu đỏ quỷ dị vô cùng. Cô chỉ thấy đại ấn này càng ngày càng lớn, thiềm thừ trở nên giống như một đầu trâu đực vậy. Nó kêu lên mấy tiếng cô, một cỗ khí tức hoang dã điên cuồng truyền ra, lực hút cực mạnh bắt đầu xuất hiện từ trong miệng thiềm thừ, lập tức mở rộng lốc xoáy ra mấy lần, đường kính vượt qua 100 mét, thiên địa nguyên khí nhiều vô cùng trực tiếp quán nhập vào bên trong trăng sáng. Đại ấn này đúng là chấn phủ chi bảo của Diệp phủ, mãng cổ chu kháp chấn thiên ấn. Diệp Tư Đạo tới khởi vu bảo này, dùng uy năng của mãng cổ chu kháp chấn thiên ấn trợ giúp chính mình lấy thiên địa nguyên khí cưỡng ép đột phá. Trong nháy mắt, đừng nói là Diệp gia vũ sĩ, cho dù là toàn bộ Vu Sĩ Liễu Châu cũng không thể tu luyện. Uy năng của mãng cổ chu kháp chấn thiên ấn vô cùng lớn, đem nguyên khí của Liễu Châu biến thành hư không. Tập quyền hắn còn có chiêu này. Diệp Phan hùng hùng hổ nhấc chân hướng phía ngoài thúc giục nói: Thật ra chúng ta nhanh chóng rời khỏi thành, ta sẽ truyền thụ cho ngươi 3 bí quyết cuối cùng, sau đó rời khỏi đây. Diệp Tư Đạo, cái lão quỷ này xác định có thể đột phá tới Hỗn Nguyên kỳ rồi. Lão phu cả đời này đừng mơ tới việc đánh được hắn, cho nên hay nhất là thừa dịp hắn chưa đột phá xong, chuồn đi cho nhanh. Diệp Húc đi theo lão đi tới ngoại thành bên sông Thanh Thủy. Diệp Phan dừng chân nói: Thật ra từng vũ sĩ một đều đạt được một toàn ngọc lâu do thiên đạo ban tặng. Ta chuyển cho ngươi cái bí quyết thứ nhất, chính là sử dụng ngọc lâu như thế nào cho thật hiệu quả. Ngươi xem. Trên đỉnh đầu của lão đột nhiên hiện ra một tòa tam tầng long độ phạm biến kim ngọc lâu. Chiều cao của nó mấy trượng, khí độ lành lạnh, so với long độ phạm biến kỳ chân lâu của Diệp Tư Đạo còn muốn cao hơn một tiểu dầm phẩm giai. Lão không ngờ đã mở được hai tầng của ngọc lâu này, đạt được tâm pháp ở tầng thứ hai, hiển nhiên tư chất còn tốt hơn so với Diệp Tư Đạo. Diệp Tư Đạo tư chất cũng không xuất chúng, có thể tu luyện tới cảnh giới này đúng là ngoại đạo. Thiên đạo ban tặng ngọc lâu đều không phải chỉ ban cho ngươi công pháp và vũ pháp tu luyện, đồng thời cũng là một kiện bảo bối cực kỳ tinh diệu. Ngọc lâu có thể chứa đựng rất nhiều vật phẩm, thậm chí ngay cả vật sống cũng có thể nhập vào trong đấy được, là vật chuẩn bị cho giết người cướp của. Nói tới đây, Diệp Phan đột nhiên mở ra ngọc lâu, chỉ thấy từ trên bệ ngọc lâu rơi xuống từng đồ vật cao 5-6 mét, giống như một tòa núi nhỏ vậy. Mấy thứ này đều là tạp nham, có dược vật, tài liệu, nước uống, lương khô, thịt chín, lều trại, thậm chí còn có một đầu hôi ưng cánh khép lại đứng cao ngạo trên đỉnh hàng hóa. Đầu hôi ưng này cao to hơn người, nhìn thấy Diệp Húc giật mình nhìn nó, ngạo nghễ lướt mắt một cái, mở miệng cả giận nói: Tiểu tử, nhìn cái gì vậy, lại nhìn nước đại gia ăn ngươi. Diệp Húc không khỏi chấn động, thất thanh mà nói: Ồ, con chim này không ngờ đã tu luyện tới tinh quái cấp, luyện hóa hoành cốt rồi sao? Ngươi mới là Liễu Nhi, ta giết ngươi, sau đó giết cả nhà ngươi. Đầu hương kia giận tím mặt, kêu gào đánh tới Diệp Húc. Diệp Phan huy tay áo, đem nó cùng với núi đồ vật kia thu hết vào trong ngọc lâu. Đầu hôi ưng này là lúc ta trốn chạy, tọa kỵ thay đi bộ mà. Diệp Phan sắc mặt có chút khó xử, giải thích mà nói: Trước đây không lâu ta muốn rời khỏi Diệp phủ, bởi vậy thừa dịp bảo vệ ngươi ở Bách Văn Sơn có bắt giữ thằng nhóc này, tạm thời chưa rảnh để mà thuần hóa, bởi vậy có chút giã tính. Ngọc lâu của ta đã là tam phẩm rồi, trong lâu không gian rất lớn, có thể đồng thời chứa được 30-40 chiếc xe ngựa. Thật ra không gian ngọc lâu của ngươi lớn như thế nào? Lão vừa hỏi ra điều này lập tức liền hối hận rồi, thầm nghĩ trong lòng: Mấy ngày nay ta bị tiểu tử này đả kích quá nhiều rồi, vì sao còn cố tình muốn chịu nhục đây? Diệp Húc ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
Không gian ngọc lâu của ta đại khái có... Thôi, không cần phải nói. Diệp Phan vội vàng lên tiếng. Thời gian cấp bách, ta hiện tại truyền cho ngươi bí quyết thứ hai, là công dụng của ngọc lâu, phòng ngự. Ngọc lâu có được năng lực phòng ngự không tồi. Phẩm bậc ngọc lâu càng cao, lực phòng ngự càng mạnh, thậm chí có thể chống cự được vu bảo tập kích kìa. Muốn mở ra phòng ngự của ngọc lâu, cần phải đem nguyên thần khí thác vào trong ngọc lâu. Nguyên khí nhảy vào trong lâu, như vậy sẽ xuất hiện một cái lồng nguyên khí từ chân lâu buông xuống dưới, bao lại quanh thân của ngươi. Diệp Phan nói tới đây, tâm niệm vừa động, chỉ thấy long bộ phạm biến kim ngọc lâu trên đầu của lão biến thành quầng sáng màu vàng, bao phủ toàn thân, giống như một cái chuông đồng úp xuống vậy. Quầng sáng chậm rãi lưu động như có thực chất. Diệp Húc dùng tay gõ một cái, nguyên khí lồng phát ra một tiếng nổ, thanh âm vang khắp nơi. Loại nguyên khí lồng này cực kỳ chắc chắn, đánh tan không. Diệp Phan truyền thụ cho hắn hai loại bí quyết này, tuy rằng đơn giản nhưng cực kỳ thực dụng. Có thể thấy lão già này đúng là rất dụng tâm dạy bảo Diệp Húc. Thật ra bí quyết thứ ba chính là... Diệp Phan nói tới đây đột nhiên ngậm miệng không nói, ngẩng đầu nhìn về phương đông rồi khẽ nhíu mày. Diệp Húc theo ánh mắt của lão nhìn lại, chỉ thấy mặt trời lên cao, một thanh niên đang dẫm lên chính bóng dáng của hắn đi tới. Hắn dáng vẻ phong trần mệt mỏi, từ phương đông đi tới, đúng là đang hướng tới Liễu Châu. Đại ca! Diệp Húc thân hình chấn động, ngơ ngác nhìn thanh niên rồi thất thanh nói. Thanh niên kia tuổi chừng 20, anh tuấn khôi ngô, một thân áo đen. Áo choàng bình thường thì rộng thùng thình, nhưng áo choàng của hắn lại có chút bó sát vào người. Nó không thể che được thân hình hùng tráng, cơ thể giống như một khối nham thạch vậy. Hắn đi một đôi giày cũ nát, hiển nhiên đã trải qua lặn lội đường xa, bước chân rất lớn, một bước tới trước liền rộng chừng 2 mét, nện bước không nhanh không chậm, tốc độ cực nhanh. Nguyên khí của hắn dường như mãnh liệt, dường như trong cơ thể cất giấu một mặt trời nhỏ, phát ra vô tận nhiệt lực. Tam nguyên cảnh bổ nguyên kỳ, nguyên khí như hỏa, cố nguyên kỳ, nguyên khí giống như mặt trời nhỏ, dung nguyên kỳ, nguyên khí đại nhật như luân, lan tràn toàn thân. Hiển nhiên thanh niên này đã tu luyện tới cố nguyên kỳ, thực lực cực kỳ hùng hậu, đặt ở trong những vu sĩ của Diệp gia cũng là một cường giả rất giỏi. Mấu chốt nhất chính là niên kỷ của hắn không lớn, 20 tuổi mà đã có tu vi như vậy, có thể nói là khủng bố. Diệp gia trưởng tử tông thất đệ tử, con trai độc nhất của Diệp Tư Đạo, Diệp Tần rốt cục cũng đã trở về. Đại ca! Diệp Phúc trong lòng vui mừng vô hạn, cao giọng la lên. Hắn còn nhỏ, cơ khổ vô cùng, chỉ có một lão nô làm bạn, Diệp Tần coi hắn như thân sinh huynh đệ, đối với hắn tìm mọi cách chiếu cố. Lúc này nhìn thấy Diệp Tần, trong lòng vô cùng kích động. Ngươi là lão thất sao? Diệp Tần nhìn Diệp Húc nao nao, lộ ra vẻ vui mừng, lập tức nhanh chân hơn, giống như cuồng phong thổi quét, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt của Diệp Húc. Hắn đánh giá cao thấp một chút, đột nhiên cười ha hả, triển khai song trưởng, ôm chặt lấy Diệp Húc một chút. Lão thất, quả nhiên là ngươi, ta lúc rời nhà bỏ đi, ngươi mới chỉ cao như vậy, quả thực chính là nhỏ bé, hiện tại không ngờ đã thành cao như thế này rồi. Diệp Húc khóc mắt có chút ướt át, hắn cười. Đại ca, ngươi rời nhà đã 4-5 năm rồi, mấy năm nay ngươi chạy đi đâu vậy? Phủ chủ đại nhân luôn nghe ngóng tìm kiếm tung tích của ngươi chung quanh đấy, nhưng thủy chung vẫn không tìm được. Diệp Tần lắc đầu. Một lời khó nói hết được, ta đi tới Tần Hán chiến trường, ở bên thì là một bộ binh, nhiều lần sinh tử, rốt cuộc cũng được ân chuẩn, có thể trở về được rồi. Sao? Tần Hán chiến trường ư? Diệp Húc ngẩn ngơ. Phiến đại lục này quốc gia san sát, nhiều không đếm xuể. Tần Hán là hai quốc gia lớn, vu sĩ xuất hiện lớp lớp. Tần Hoàng khai quốc là một vị đại vu si, tu vi long trời lở đất, đảo qua lục hợp, định đô Hàm Dương, tập trung người tài ba dị sĩ của thiên hạ, dùng đồng tinh thiết mẫu luyện chế ra 12 kiện vu bảo, 12 đồng nhân làm lợi khí trấn quốc. Miêu Cương tọa lạc ở cảnh nội Tần quốc, Liễu Châu cùng những châu quận to nhỏ chung quanh đều là lãnh thổ của nước Tần, thuộc loại biên thủy ven biển phía nam. Mà Hán quốc là một quốc gia lớn khác, sát biên giới nước Tần, thực lực hùng hậu, hai nước ngoại giao ác liệt, thường xuyên khai chiến. Nghe nói binh lính bình thường của hai nước Tần Hán thấp nhất đều là võ đạo tiên thiên cao thủ, vũ sĩ ở trong quân chỉ có thể đảm nhận binh sĩ trưởng các loại chức quan cấp thấp mà thôi. Muốn trở thành tướng lĩnh cấp thấp, thấp nhất cũng phải tu vi đạt tới tam chân cảnh cao thủ, trở thành đại tướng thống lĩnh quân đội, tốt xấu cũng phải luyện ra nguyên đan. Trên chiến trường Tần Hán, chiến tranh thảm liệt rộng rãi, thường nhân khó có thể tưởng tượng được, giống như Diệp Tư Đạo hay Diệp Phan được đại hào ở Miêu Cương này. Tu vi bí hiểm nhưng đi vào chiến trường Tần Hán chỉ sợ cũng có chút bình thường. Diệp Tần thật không ngờ lại đi nơi hiểm ác như vậy, không ngờ là đi tới 4 năm, thực sự là còn sống trở về, đúng là dị số. Thiếu báo, vị tiền bối này... Diệp Tần lúc này mới chú ý tới Diệp Phan, nói. Hắn rời khỏi phủ 4 năm trước, Diệp Phan khi đó còn gây sóng gió bên ngoài,
chung quanh giết người. Sau đó Diệp Tư Đạo dạo chơi khắp nơi tìm kiếm tung kích của hắn, lúc này mới gặp được Diệp Phan, thu phục được lão. Bởi vậy Diệp Tần cũng không có gặp qua lão nhân này. Diệp Phúc giải thích mơ hồ lai lịch của Diệp Phan một lần, nói rằng: Diệp Phan tiền bối tạm thời phụ trách dạy bảo đệ vu pháp, không lâu nữa sẽ rời đi. Diệp Tần không có để ở trong lòng, hắn cười nói: Lão thất, ta lâu như vậy rời nhà chưa về, hiện tại nóng lòng lắm rồi, ta về nhà trước, đợi khi xong việc tới nhà tìm ngươi. Diệp Húc nhìn theo hắn rời đi, trong lòng có chút cảm thán. Năm đấy đại ca Diệp Tần rời khỏi, tu vi mới chỉ đạt tới Thương Minh luyện thể quyết cửu trọng, mà hiện tại đã trở thành vu sĩ, đạt tới cảnh giới Cố Nguyên kỳ. Năm đó hắn làm cho người ta phải ngưỡng mộ, hiện giờ cũng vẫn như vậy. Diệp Phan thấy Diệp Tần đi xa, âm thầm nói: Thật ra hiện tại chỉ cần ngươi mở miệng ra nói một câu thôi, lão phu liền lập tức đuổi theo Diệp Tần, giết hắn dưới trướng. Diệp Tần chưa trở về tới nhà, giết hắn ở vùng ngoại ô này, thần không biết quỷ không hay, không có bất kỳ kẻ nào biết được hắn chết trong tay chúng ta đâu. Diệp Phúc nao nao cả giận nói: Tiền bối, ta vì sao phải giết đại ca của ta đấy? Vì sao ư? Diệp Phan cười ha hả, bộ mặt dữ tợn: Người cũng biết vì sao Diệp Tư Đạo muốn ta thu phục an toàn của ngươi, dạy bảo vũ pháp của ngươi rồi chứ? Đây là bởi vì hắn đã coi ngươi là ứng cử viên vị trí phủ chủ, chờ khi hắn tu luyện thành cảnh giới Hỗn Nguyên kỳ, sau đó không lâu sẽ từ chức phủ chủ, dạo chơi bốn phương tìm kiếm đột phá tới Nguyên Đan. Đến lúc đó ngươi chính là Diệp gia phủ chủ. Diệp Phúc trong lòng chấn động, lẩm bẩm nói: Phủ chủ muốn cho ta tiếp nhận chức vụ sao? Hiện tại Diệp Tần trở về, hắn là con thân sinh của Diệp Tư Đạo, hơn nữa tu vi so với ngươi còn cao hơn, tư chất không hề kém ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có cơ hội trở thành phủ chủ hay sao? Diệp Phan nhe răng cười độc ác nói: Thật ra ta muốn dạy ngươi bí quyết thứ ba chính là lòng lang dạ sói, vì đạt được mục đích không từ tất cả thủ đoạn. Ngươi hiện tại mở miệng còn kịp, chỉ cần ngươi mở miệng, ta liền lập tức đuổi theo giết hắn. Diệp Húc lâm vào trầm mặc. Diệp Phan tiếp tục nói: Diệp gia phủ chủ quyền lớn thế lớn, cần giữ nửa tài sản của Liễu Châu, nắm giữ ba kiện vu bảo của Diệp Phú, tất cả tài nguyên đều có thể hưởng dụng, tu vi tiến bộ thần tốc. Năm đó Diệp Tư Đạo cũng không phải là con cả của Diệp gia, phía trước hắn còn 8 ca ca. Ngươi có biết vì sao hắn trở thành con trưởng tiếp nhận chức vụ phủ chủ hay không? Diệp Phan sắc mặt lạnh lạnh lên tiếng: Chính là bởi vì 8 ca ca của hắn lần lượt chết đi, chỉ còn lại tu vi của hắn là cao nhất. Những người đó vì sao sẽ chết, ngươi cẩn thận một chút mới được. Năm đó trận chiến tranh đoạt phủ chủ nghe nói cực kỳ thảm thiết, Diệp gia rất nhiều đệ tử tông thất tự giết lẫn nhau. Diệp Tư Đạo có thể thắng được, chỉ sợ thủ đoạn cũng không sáng. Diệp Húc im lặng một lúc lâu, thản nhiên nói: Tiền bối, ta sẽ không cùng đại ca tranh đoạt vị trí phủ chủ, lại càng không động thủ với hắn. Nếu đại ca muốn vị trí phủ chủ, hắn có thể cầm lấy. Diệp Phan tức giận hừ một tiếng: Người không phụ người, nhưng người phụ ngươi. Người đối với hắn như vậy, hắn chưa chắc sẽ đối đãi với người như vậy. Thật ra hy vọng tương lai sẽ không hối hận. Dứt lời, lão tới khởi long độ, phạm biến kim ngọc lâu, thả ra hơi ưng, chấn cánh dựng thẳng, bay về phía tây. Thanh âm của lão từ xa truyền tới, thở dài: Diệp gia có hai vị thiên tài, chỉ sợ không phải là phúc của Diệp gia. Diệp Phúc nhìn theo lão rời đi, dứt khoát mà nói: Đại ca đối đãi với ta như huynh đệ thân sinh, nếu không có hắn chiếu cố, ta căn bản không thể sống tới hiện giờ được. Bởi vậy, ta tuyệt đối sẽ không hối hận đâu. Sau vài ngày, Liễu Châu hoàn toàn lâm vào chấn động. Chấn động chủ yếu trên hai phương diện: thứ nhất, Diệp Tư Đạo đột phá tam chân cảnh hạo nguyệt kỳ, thành công bước vào Hỗn Nguyên kỳ cảnh giới, bắt đầu hướng tới tam đan cảnh. Thứ hai, trưởng tử Diệp Tần của Diệp gia bên ngoài du lịch 4 năm rốt cuộc cũng trở về, hiển lộ ra thực lực hùng mạnh, Cố Nguyên thất phẩm. Cố Nguyên thất phẩm mặc dù là tam đại vô hoang vô sĩ ở thế hệ trước, cũng có nhiều người chưa đạt tới cảnh giới như hắn. Diệp gia lại một thiên tài ngang trời xuất thế, thậm chí che lấp cả hào quang của Diệp Húc xuống. Trong nháy mắt, Diệp Tần trở thành tiêu điểm cho mọi người chú ý. Diệp Phan đã rời khỏi Diệp phủ, hơn nữa Diệp Húc tuy rằng trở thành vô sĩ, nhưng tu vi của hắn và Diệp Tần chênh lệch thực sự quá lớn, cho nên không chỉ là Diệp gia, thậm chí ngay cả hai đại vô hoang thế gia khác cũng cho rằng Diệp Tần chính là Diệp gia phủ chủ tương lai. Trong nhất thời, rất nhiều người tới hỏi thăm Diệp Tần liên miên không dứt. Diệp Phan mặc dù đã rời đi, nhưng Diệp Húc mỗi ngày đều tu luyện như vậy, thời gian phần lớn hắn đều đặt trên chu thiên tinh đấu luyện khí thuật và cửu chuyển nguyên công, một chút ít thời gian còn dư thì tu luyện thanh giao kiểu kích. Trải qua chỉ điểm của Diệp Phan, hắn đã bước đầu tiến lên lĩnh vực vu sĩ, tìm tòi đi về phía trước. Sau 7 ngày, kiểu chuyển nguyên công của hắn bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa nhỏ, tốc độ cắn nuốt nguyên khí của công pháp này chậm rãi biến chậm, điều này làm cho Diệp Húc phi thường kích động.
Cửu chuyển nguyên công tứ chuyển, chỉ sợ sắp được ta luyện thành rồi. Cửu chuyển nguyên công cắn nuốt rất nhiều nguyên khí, quả thực chính là cái động không đáy. Hiện giờ tốc độ cắn nuốt nguyên khí của công pháp này đã biến chậm lại, tuyệt đối là một dấu hiệu khiến cho Diệp Húc mừng rỡ. Cái này thuyết minh nguyên công tứ chuyển cần nguyên khí đã tới xu thế bão hòa. Cửu chuyển nguyên công hẳn cũng là tâm pháp do thiên đạo truyền lại. Nếu là thiên đạo truyền lại như vậy, nhất trọng tâm pháp này liền có thể cho người ta tu luyện tới tam nguyên cảnh, dung nguyên kỳ cửu phẩm. Nói một cách khác, cửu chuyển nguyên công cũng không phải lúc nào cũng đều lấy đi nguyên khí. Sau khi tứ chuyển tu thành sẽ có một quá trình nâng cao tu vi. Sau khi mỗi một chuyển tu thành, tu vi đều có nâng cao một diện rộng. Tu luyện tới cửu chuyển, tu vi có thể đạt tới dung nguyên cửu phẩm. Hắn nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cửu chuyển nguyên công cắn nuốt nguyên khí cũng có cực hạn, như vậy hắn liền có thể tu luyện tới tiếp tục, không cần lo lắng 10 năm sau mới có thể đột phá tới bổ nguyên nhị phẩm. Diệp Húc tiếp tục dẫn Chu Thiên tinh lực, tốc độ tăng trưởng nguyên khí trong đan điền chậm rãi tăng nhanh, càng thêm chứng minh ý tưởng của hắn, không khỏi mừng rỡ. Chu Thiên tinh lực cuồn cuộn không ngừng từ đỉnh đầu tiến vào tới tự phủ, ấm áp mềm mại nguyên thần, qua hoa trì, 12 trọng lâu giáng cung, 18 trường địa phủ tiến tới tổ cung đan điền hóa thành nguyên khí. Hắn đồng thời vận chuyển cửu nguyên chuyển công. Môn công pháp này đúng là càng ngày càng yêu cầu ít nguyên khí, khiến tu vi của hắn dần dần biến nhanh, càng lúc càng nhanh. Rốt cục nguyên công tứ chuyển tâm pháp cũng đạt tới bão hòa. Diệp Húc thân hình chấn động, chỉ cảm thấy tốc độ tăng trưởng nguyên khí trong đan điền tăng vọt. Chu Thiên tinh đấu luyện kỹ thuật, chỗ dũng mãnh lập tức được phát huy hoàn toàn. Hắn cắn nuốt hơn 10 lần Chu Thiên tinh lực, trong đan điền chuyển tới những tiếng ầm ầm bạo vang. Nguyên khí khổng lồ làm cho đan điền chống không của hắn lại trướng lên, rõ ràng mở rộng đan điền ra cả chục lần. Trong nháy mắt đã bước vào cảnh giới bổ nguyên nhị phẩm. Nhanh như vậy sao? Diệp Húc ngẩn ngơ, chưa kịp cao hứng. Môn tâm pháp này lấy tốc độ vận chuyển khó có thể tưởng tượng được. Trên đỉnh đầu của hắn hình thành một lốc xoáy phạm vi 5 mét, tuy rằng còn xa mới khủng bố như của Diệp Tư Đạo, nhưng miễn cưỡng tác động tới dị tượng, đem Chu Thiên tinh lực quanh mình 10 mét hết thảy hấp thu. Chu Thiên tinh lực hóa thành nguyên khí, rất nhanh lại đổ đầy đan điền vừa mới khuếch trương lên. Không quá lâu, trong cơ thể hắn chuyển tới tiếng nổ ầm ầm kịch liệt, tu vi không ngờ lại tiến mạnh, đột phá bước vào cảnh giới bồi nguyên tam phẩm. Diệp Húc kinh hồn táng đảm, loại tốc độ cực nhanh này khiến cho hắn cũng không khỏi kinh tâm động phách. Hắn hoài nghi có phải tâm pháp của mình có vấn đề hay không, nếu không sao nhanh như vậy. Chu Thiên tinh đấu luyện kỹ thuật tốc độ tu luyện nhanh như vậy, quyết không thể để người ngoài biết được, nếu không ta chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Cho nên ta chỉ có thể âm thầm tu luyện, không tới sống chết trước mắt tuyệt đối không thể hiện lộ ra ngoài. Đại đa số vũ sĩ trong Diệp phủ để tu luyện tới bổ nguyên tam phẩm thì phải mất mấy năm, thậm chí 10 năm khổ công. Có thể trong vòng 1 năm nâng cao cảnh giới đều là người có tư chất kinh người, mà hắn chỉ dùng vài canh giờ có thể thấy được Chu Thiên tinh đấu luyện kỹ thuật khủng bố như thế nào. Nếu người khác biết được hắn có loại tâm pháp như vậy, chỉ sợ ngay cả đám người Diệp Tư Đạo cũng khó tránh khỏi lòng tham, tuyệt không phải phúc của Diệp Húc. Hắn tu vi ngang nhiên thẳng tiến, thế khó có thể ngăn cản. Không ngờ liên tục đột phá, nhảy vào bổ nguyên tứ phẩm cảnh giới. Tu vi đạt tới bổ nguyên tứ phẩm, tiến cảnh tu vi của hắn mới bắt đầu chậm dần lại. Từ bổ nguyên tứ phẩm vọt tới ngũ phẩm cần lượng nguyên khí cực kỳ khủng bố, gần như gấp mấy chục lần bổ nguyên tứ phẩm. Trong thời gian ngắn rất khó có thể đột phá. Trong đan điền của hắn, nguyên khí hừng hực như hỏa, giống như trong bụng cất giấu một cái lò lửa, tản ra nhiệt lực mênh mông. Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra, đình chỉ tu luyện, lẩm bẩm mà nói: trong vòng 1 ngày, từ bổ nguyên nhất phẩm tới bổ nguyên tứ phẩm, nếu ta nói việc này ra khẳng định sẽ hù chết một số người. Tâm niệm của hắn vừa động, một giao long màu trắng do nguyên khí hóa thành từ trong đan điền hắn bay ra, mi tu nghiêm chỉnh, dữ tợn hung ác. Giao long này so với hắn trước kia gọi ra lớn hơn không biết bao nhiêu lần, dài chừng 3 mét, thân thể quay quanh hông Diệp Húc một vòng, hai long chảo khống chế đầu vai hắn, cái cổ vươn dài đặt đầu trên đầu của Diệp Húc. Vây lưng của nó mở ra, một mũi nhọn hợp với màng gân giống như cây quạt sắt sắc bén vô cùng, từ ót kéo dài đến tận đuôi. Đây là một tuyệt đại hung vật, toàn thân đều là vũ khí, từ xa nhìn lại khiến cho người ta không lạnh mà run. Đan điền của hắn đột nhiên lại truyền tới một tiếng long ngâm, lại là một giao long từ trong bụng hắn chậm rãi bay ra ngoài. Hắn đã tu luyện tới bổ nguyên tứ phẩm, nguyên khí cực kỳ thâm hậu, nhưng mà giao long hắn biến ra hình thể lại nhỏ hơn nhiều so với giao long của bổ nguyên tứ phẩm Mã Tam Bảo, bởi vậy mới có thể biến ra được hai đầu giao long này. Chỉ thấy hai giao long này cũng quấn quanh người của hắn, hai chân trước phân biệt khống chế hai vai trái phải của hắn, hai con giao long hai bên, hai mắt đối diện giống như song long hí châu, vây lưng hướng về phía trong,
giống như một cái kéo lớn vô cùng dựng thẳng phía sau hắn. Giao long làm tiễn, lấy vây lưng làm lưỡi, là một thức mạnh nhất của thanh giao cửu kích song giao tiễn. Tràng cảnh này, Sa Hoa lại mang theo sát khí lạnh vô cùng, hỗn hợp của bạo lực cùng mỹ học cùng một chỗ. Ta thật muốn tìm một vũ sĩ nào đấy mà cắt thử coi, xem uy lực của giao long tiễn này như thế nào. Diệp Húc trong lòng sung mãn đắc khí, hận không thể bắt người tới cắt thành hai mảnh. Hắn đã luyện được tinh túy của thanh giao kiểu kích, nắm được thần vận của giao long, khiến cho tâm tình của hắn cũng trở nên thô bạo như giao long vậy. Đột nhiên trên đỉnh truyền tới mấy tiếng vỗ tay, Diệp Húc vừa vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Tần ngồi trên nóc nhà, trong tay cầm một bình rượu. Vũ pháp tốt, hay nhất là chiêu song giao tiễn này, sát khí tất lỗ, đáng tiếc không có ai cho ngươi thử đao. Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Diệp Húc tán đi nguyên khí, hai thanh giao long chui vào trong đan điền của hắn, hắn cười nói. Diệp Tần từ trên đỉnh nhảy xuống, ôm lấy đầu vai của hắn cười ha ha. Mấy ngày nay cả ngày phải xã giao, thật sự làm ta phiền chết đi được. Hôm nay ta tranh thủ lúc rảnh rỗi tìm ngươi uống rượu, thật không ngờ lại thấy ngươi tu luyện thanh giao kiểu kích như vậy, thật sự là vũ pháp rất tốt mà. Lão thất, chiêu thức ấy của ngươi đủ để hơn đại đa số thúc bá ở Diệp phủ ta rồi. Đại ca quá khen. Kiều Kiều, bảo phòng bếp chuẩn bị rượu và thức ăn đi. Diệp Húc gọi Kiều Kiều nói. Diệp Tần cuống quýt cười. À, không vội, ta và thiếu bảo đi tới Thanh Hòa lâu bên ngoài một chút, không phiền toái đến người nhà. Dứt lời, hắn đánh giá Tô Kiều Kiều trên dưới một lần, chỉ thấy nàng giống như một cây u cốc lan hoa duyên dáng đáng yêu, động lòng người, thanh nhã lịch sự. Hắn nghi hoặc hỏi, muội tứ, ngươi có phải tiểu nha đầu lúc trước vẫn chạy loạn phía sau thiếu bảo hay không? Thật sự là nữ nhân 18 biến thật lớn mà, ngay cả ta cũng không nhận ra. Lúc trước ngươi còn thấp như vậy, còn kéo theo hai hàng nước mũi nữa kìa. Tô Kiều Kiều khuôn mặt ửng đỏ, chào một cái rồi lập tức lui ra. Diệp Tần chật chật lấy làm kỳ cười. Lão thất, không ngờ diễm phúc của ngươi thật sâu như vậy, lại có mỹ nhân như vậy làm bạn. Đổi lại là ta cũng muốn trốn ở trong nhà hưởng thụ trái ôm phải ấp kìa, có mỹ nhân cùng ngồi tiếp còn gì vui hơn đây. Đại ca cứ nói đùa. Diệp Húc kinh ngượng ngùng, cẩn thận ngẫm nghĩ lại một chút, rút cuộc quyết định nói bí mật trong lòng của hắn, chỉnh sắc mà nói. Đại ca, ta muốn cưới nàng làm vợ. Tô Kiều Kiều vừa mới đi tới chỗ ngoặt của hành lang, nghe nói như thế, cô chợt mềm nhún cả người, khiến không có lấy một chút khí lực. Nàng dựa vào vách tường chậm rãi ngồi xuống, trong lòng không biết là chua ngọt đắng cay, trăm ngàn tư vị cùng nhau nảy lên trong lòng, nước mắt không kìm nổi mà rơi xuống, ướt hết váy của nàng. Thiếu gia muốn kết hôn với ta sao? Nàng rưng rưng cười, trong lòng thầm nói. Diệp Tần không chút để ý rồi lên tiếng. Lấy về nhà làm thiếp phòng cũng tốt, nữ nhân như vậy đích xác xứng đôi với ngươi. Nói tới đây, hắn nhìn ánh mắt của Diệp Húc, đột nhiên tỉnh ngộ, thất thanh nói. Lão thất, ngươi sẽ không muốn lấy nàng làm chính thê đấy chứ? Nàng chỉ là một tiểu nha hoàn. Diệp Húc mím chặt miệng, không nói tiếng nào. Diệp Tần nhíu mày. Chúng ta những đệ tử quý tộc, hôn nhân căn bản mình không thể làm chủ được. Mặc dù là vô sĩ cũng không thể muốn cưới ai là cưới. Những hôn nhân này đều là do những thế hệ trước trong tộc ăn bài cả. Huống chi nha đầu kia tuy rằng xinh đẹp, khiến người ta tim đập nhanh, thế nhưng địa vị thật sự thấp kém. Môn không đăng, hộ không đối. Diệp Húc trầm mặc không nói gì. Diệp Tần nhìn bộ dáng của hắn đột nhiên bật cười thật mạnh, vỗ đầu vai của hắn cười ha hả. Lão thất, tiểu tử ngươi từ nhỏ đã vô cùng vững bình rồi, chỉ cần làm ra quyết định, chín châu cũng không thể kéo ngươi trở về được. Không nghĩ tới 4 năm không gặp, tính tình của ngươi vẫn như vậy. Kỳ thực ta cũng không để ý tới những bề trên trong nhà khoa chân múa tay đối với chuyện kết hôn của ta đâu. Lão tử muốn kết hôn người nào liền cứ người đấy, cho dù là cha ta cũng phải đánh cho hắn hiểu ra kìa. Chuyện này ca ca ủng hộ ngươi. Nào đi, tới Thanh Hoài lâu uống rượu nào. Huynh đệ chúng ta nhiều năm như vậy không gặp rồi, thực sự nên tâm sự một chút nào. Diệp Húc hàm ý cười nói. Đại ca, bữa cơm này là ngươi mời. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các tập tiếp theo.